Alo các bạn, bây giờ chỉ còn khoảng 7 phút nữa là tới giao thừa rồi nghe các bạn. Gia đình mình đã tụ tập chung với lại rất đông người trên cái con đường dọc bờ sông Daugava này để chờ đón giao thừa khoảng hơn một tiếng rồi. Mọi người rất là phấn khởi, nhảy múa ôm nhau nhảy múa rồi. Bây giờ là sắp tới giờ, do đó là mình mở máy lên để bắt đầu quay những cái giờ phút cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị chào đón năm mới cho các bạn cùng xem với nhau nha. Màn hình đã hiển thị là 23:52:30 rồi. Đông người nha các bạn. Giờ phút đã cận kề rồi. 23:57 rồi. Mỗi gia đình nó có một chai sâm banh trong tay rồi. Ly nè, thấy các bạn thấy không? Sâm banh nè, ly rượu nè, chuẩn bị cùng vui sâm banh uống mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới nha. Đúng bài hát quá các bạn. Các bạn thấy không? Rượu đã trong tay sẵn rồi nha. Chỉ chờ đúng thời khắc thôi, ly đã sẵn ra. Thấy người ta vẫn nhảy múa không? Mừng năm mới. Đồng hồ đã đếm ngược nha, 50 giây, 49, 48. Do ánh sáng chói các bạn nhìn không rõ, nhưng mà thực chất là hai cái vòng tròn trên cao nhất ở hai bên đó là đồng hồ đang đếm ngược các bạn. Bây giờ là còn 30 giây nữa. Người ta đã đốt pháo hoa rồi kìa.
nhiều điểm khác nhau đó không? Phía bên phải cũng có nữa nè, bên trên này cũng có nữa nè. Chỗ này là mình nhất. Thank you.
độ phân giải cao cho mọi người xem, cho màu sắc thật cho mọi người thấy. Quá sáng đẹp luôn. Màu sắc rực rỡ quá. Wow, quá rực rỡ luôn. Rất nhiều màu nha các bạn, tại vì trong máy nó hiển thị không có rõ thôi. Wow. Oh, quá đẹp. Minha live com o Sviciel no 2020 году. Hôm nay là chính quyền thành phố Riga là tổ chức tài trợ như là 30 chuyến xe buýt miễn phí hoạt động cho tới 4 giờ sáng để chở người dân tới lui tham gia lễ hội miễn phí nha mọi người. Bây giờ nhà mình ra xe buýt kiếm đường về đây. Rồi, xin tạm biệt các bạn nha. Những lời chúc tốt đẹp nhất từ Latvia đến các bạn Việt Nam của mình. Chúc các bạn một năm nhiều hạnh phúc, thành công, nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại các bạn ở Việt Nam hay là ở Riga một ngày không xa. Tạm biệt mọi người.